Xin chào ông bà cô chú, anh chị em đã đến với kênh của Bé Hạt Tiêu nha. Xin chào ông bà cô chú nha. Xin chào ông bà cô chú nha. Xin chào ông bà cô chú nha. Hôm nay thì mấy chị cũng đã qua tới nhà của Tài rồi nha cả nhà. Thì bây giờ là buổi chiều, Bé Hạt Tiêu sẽ dẫn cả nhà đi dạo vòng quanh khu nhà của Tài tí tẹo nha. Rồi đi thôi. Dạo vòng camera là Tài nha cả nhà. Tài đang camera đang ăn vùng. Đi vòng quanh. Bên này cũng có mà chị hai. Bên này đi thôi. Bên trong dạ, có không này bà rồi chị ngoài. Đi rồi nè, thôi mình đi này đi. Ủa chị hai đi hồi nào á? Chị đi rồi. Vậy hả? Ừ. Đi. Quê không đi à? Đi dạo vòng quanh đi rồi về. Đi. Ok. Chị Huyền, cô đây. Thấy quạt xài nhà hàng xóm. Đi. Không đi. Người nó không đi, cho nó ở nhà với ba đi. Nhà rồi ba con nha. Đi nha ba mẹ. Dạ. Thì con đi dạo nha ba mẹ. Huy chắc ở nhà với ba. Chừng nặng quá, nó không đi thiệt à? Ừ. Đi, tại vì sao em hôm bữa em qua đây em đi qua nhưng mà không có bạn ấy. À. Không có bạn đi chung, bây giờ mấy chị qua rồi. À. Em thấy ở ngoài người ta bán đồ. Yeah. Bán đồ bà ba. À, mà đồ không bà biết ba. Có vừa hai chị em đúng không nha? À. Đúng rồi, mới cháu Huyền nè. Có chị, nếu mà chị Huyền thì vừa, cái bộ em thấy người ta treo thì vừa. Em sợ không vừa. Thế là mua mình đi đây thì mình mặc luôn. Xe nha. Ừ. Chị đây đúng không, bé Tiêu? Dạ đúng rồi. À. Chưa chín đâu. Đồ nhóc luôn kìa Huyền ơi. Không có cầm bét đi nha. Em nói rồi em mới đi nhỏ xíu. À để coi. Hết bài gì kìa. À, em nói rồi qua ly thì nhỏ xíu đi coi. Quả gì? Không biết. Quả siro. À siro hả? Siro hả? Siro. Bé siro 7 tỷ. Cái gì? À cái siro mấy tỷ. À rồi đó nhớ ra đúng không? Rồi Bình Dương. Ôi áo bà ba kìa. Trên rồi. Có áo bà ba có em luôn á bé Tiêu. Chị ơi. Đâu chị hai? Nè. Có em cái này em nè. Em không thích chiều này, em thích chiều nó chẹo không. Cái này có cái sai lớn không chị? Đâu Huyền nhỉ? Ơi nè Huyền. Ủa chưa nè. À mấy cái này nè chị, mấy bộ như này nè. Này à, Huyền hả? Này dễ thương. Mai mặc đi chùa. Cái này mặc đi chùa cưng lắm. Đấy, con có size lớn mà em biết mà. Ủa cái này dễ thương quá à. Ừ, con có size lớn vừa chị em mình chị Huyền ấy mua một bộ đi. Cái này không có size lớn hả? Chị. Yeah. Cái đó có rồi. Cái này mới dễ thương. Ừ, cái này dễ thương chịu. Em đi qua em. Không, nhưng không có cái vừa tụi em, chị ừ. Huyền ấy. Huyền bộ này dễ thương nè, mặc đi chùa ừ. Được nè Huyền. Em mẹ từ bữa giờ đi qua anh cứ nhìn nhìn. Hả? Mỏng hả? Không mỏng đâu. Mỏng nó mới mát chứ hả chị hai? Tích thiệt mà, cái này nó đâu có mỏng, nó mặc quấn thường mà nè. Dám mà, có thấy đâu mỏng. Ừ. Mặc thử đi chị Huyền. Thôi. Mặc đi. Đẹp mà. Không thích hả? Em thấy đẹp quá trời luôn á. Đẹp. Chị hai nói cái này hả chị hai? Đâu rồi? Cái bà ba chị hai cho em coi hồi nãy đâu. Mai hả? Ờ. Chị cũng mai rồi. Cái này không phải đồ bà ba. Không có sai lớn nhỉ. Ừ. Nha cả nhà ơi rồi nữa. Mấy chị em đi mua đồ nhưng mà không có sai vừa. Nên là thôi bây giờ sẽ quay về nhà nha để ăn. Có ăn chiều. Có sai bé bé như Huyền vừa nhưng mà chị Huyền lại có rồi. Bữa chị mới dắt đi mai á. À. À. Mới dắt hai bộ. Mua mai hai bộ nhưng mà chưa có lấy kịp. Đến hôm nay đi lấy nè mà người ta bảo mốt mới lấy. À. Mà chị đi rồi. Chiều nào đợi Tài với Tiêu xuống dưới mình đi mai thêm mà sợ Tiêu không thích. Dạ. À. Em mai thích không? Chế hai không có mai mà
Thợ Mai. Ừ, chú dắt em đi tới Thợ Mai. Em trả tiền. Ờ, chú trả tiền nhưng mà tới lương chứ trừ được. Dạ, trả tiền được hả cha? Dạ, trả cho hết luôn. Trả nhiều cũng được. Mua đồ cũng được, đi mua đồ cũng được. Mua gì cũng được hết mà. Tới tháng này, trừ lương ạ. À. Trái mồng tơi. Trái mồng tơi ngày xưa em. Chú đang nghèo rồi mà còn gặp chú Hai nữa. Trời ơi, chú Hai đang nghèo rớt mồng tơi luôn nè tao. Nghèo sụp sệt mồng tơi này. Ngày xưa mình trái này nè, mình lấy làm giếp mực. Đúng rồi, em cũng hay làm á. Áo trắng này dơ hết trơn luôn á. Dạ. Ở bên nhân xa có một em bé đang đi dạo. Nhưng mà đừng, chắc là mình giấu mặt ha. Em bé kia thấy mình lại quay đầu xe rồi. Kìa. Chị Huyền nữa nha. Tối mình sẽ có chương trình mới là đi chơi thôi à. Không, không phải bàn bự đâu, do tụi mình nhỏ. Chứ như mẹ là vừa cái bàn này. Rồi bây giờ chắc
Hẹn gặp lại ông bà cô chú ở video tiếp theo. Nhớ để lại cho Tài và Tiêu một lượt đăng ký để nhanh chóng được đạt nút bạc nha. Còn bây giờ thì ăn cơm thôi. Mời cả nhà ăn cơm nha.